Hôm nay là ngày 21 tháng 6 thì mình xin quay cái vườn tan tím sen tuyệt vời luôn nha anh chị mình. Tại vì thông qua ống kính thì cái màu nó không được đẹp bằng ở ngoài. Còn nhiều nữa anh chị mình. Từ từ coi ha. Tại vì không có cái máy quay phim đây. Cái màu bông nó tuyệt vời nha. Đây, còn nữa nè. Rất là nhiều ha. Người ta đang lựa. Thì hoa tan tím sen nó là khác hồng phấn nha anh chị mình. Như cái cây trước mặt anh chị mình là đang ra hoa như vậy là 500 ngàn. Gần cặp hàng rào mà cái cây này nó đẹp mà sao chưa có ai bứng nè. Đó. Không, rất là to. Ông lại ông coi cái cây có bông này chưa? Đây, cái tay của Vũ nha. Bông. Cái này anh chị mình trồng trước cửa mà hai cây ha. Hai cây hai bên thôi. Thì thời gian sau mình bán lại cũng lời nha anh chị mình. Còn bên đây thì hứa hẹn khoảng này khoảng 5 ngày nữa thôi. 5 ngày nữa thì nó nở như cái cây cặp hàng rào. Búp búp búp. Mấy anh bạn đó là ảnh qua ảnh coi mà ở ngoài nó đẹp lắm. 6 cây chưa? Sáu cây dây vàng. Dây vàng anh này anh không có lựa cây bự, anh khoái cây nào anh lấy nấy à. Cây nào chưa buộc dây thì mình lấy được. Buộc dây cũng ít. Em giờ coi cái coi thì coi đi chừng nào này khoảng 5 ngày nữa qua không thấy dữ nữa tại vì cái này bông này chưa có gỗ nè búp búp không à búp nhiều lắm búp luôn hả thưa tiền đâu có anh khích khích như vậy mới có tiền chứ nhưng mà gì cũng vừa anh cỡ này nó vừa đụng tàn anh ơi đây quá trời tốt luôn tụ tại cái máy này, nói chung là ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trong máy tải lên mạng cái độ nó mất cái màu nữa đúng không cái cây đó cao cao á không tròn hả em thấy cái cây cặp gạo kia là nó bông quá trời luôn nhà bứng bứng rồi thì nó mùa sau á mai bứng quá Nhi mưa rồi cái này 5 ngày nữa đi 5 ngày nữa bông cho thấy nè cho bài này hả 5 ngày nữa em còn miếng vườn ở gần Thế Lộc á nếu mà ai mua xô em bán giá rẻ cho tầm trước á, mà có cây bự hơn cũng có cây đợt sau nhưng mà mình nhìn cây đi rồi năm trăm ngàn cây anh chị mình.